Em xin chào các bác nhé, hôm nay là phiên video em lên một phiên bán hàng này. Thì hôm nay còn hàng gì thì em sẽ xả lốt các bác nhá. Hôm nay em có trầm. Đấy, có trầm, có hỏa hoàng đỏ và vàng cam này. Đấy, nhiều loại lắm, nhãn 4N, nhãn 4N hàng lá bíp nhá. Đấy, rồi đuôi trồn, trồn tím này, mặt trời Bangkok này, châu như bệt, nói chung là nhiều loại. Thì các bác vào theo dõi video của em và đặt hàng nhá. Các bác đặt hàng thì gọi điện trực tiếp với em qua số điện thoại 0394547221 nhá. Số đây cũng là số Zalo của em. Thì các bác có thể add Zalo của em ạ. Thì đầu video em sẽ lên đây, hôm nay em còn ba cái giò trầm tím siêu đẹp luôn các bác ơi. Đấy, bán cái giá gọi như là bao rẻ nhất thị trường cho các bác nhá. Mặt hoa bông nó rất là đậm. Đây em lên cái mặt hoa này. Đấy, bông của nó rất là đậm luôn. Đấy, khuôn bông tròn. Bông đậm và cái dòng trầm tím thì các bác biết rồi đấy, hoa nó cực kỳ thơm nhá. Đây em lên cái giò mã 1 này, giò to đẹp không? Đấy, rất nhiều mầm nhá, các bác làm mà sưu tầm thì ủng hộ cho em cái hàng này, sưu tầm để làm giống nhá. Đấy, rất nhiều mầm mít đẹp này. Giò mã 1 150 này. Giò mã 2 này. Đấy, mầm lên đẹp nhá. Mã 2 cũng 150. Mã 3 là cái mã to này, thân rất là dài luôn, nhiều thân nhá. Đây ạ. Đấy, mã 3 này là 170.000 cho cái mã 3. Đấy, đây là các cái mã của trầm tím, rất là đẹp luôn. Hôm nay em có mấy cái mã của châu như bệt. Đây, cái dòng châu như bệt này thì tuyệt vời luôn các bác ạ. Em có mấy cái chậu VIP này. Đây, em để thấp xuống đây cho các bác ngắm này. Đây. Đẹp chưa cả nhà ơi? Mầm lên siêu đẹp luôn các bác nhá. Mầm lên rất đẹp luôn. Đấy, một giò siêu to. Đây, rất nhiều mầm nhá. Cái giò này bác nào lấy chị em chia sẻ với giá là 800k này, châu như bệt này. Đấy, cái dòng châu như bệt này thì hoa của nó đẹp lắm các bác ạ. Đây này. Em sẽ lên cái mặt hoa. Cái dòng này nó nở rất là siêng hoa luôn các bác ạ. Đấy, nó như một suối hoa luôn. Em sẽ lên tìm cái mặt hoa. Nó là cái dòng suối hoa các bác nhé. Đây, nở tại vườn, rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, trâu như bệt nhá. Đấy, bông cầu trụ cận cảnh này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, thì cái giò siêu nhiều mầm này, giò VIP to này nhá, em chia sẻ với giá là 800 này. Đấy ạ. Quá tuyệt vời luôn. Bên dưới này các bác cắt ra cũng phải được vài chậu nữa. Cái hàng kỳ giống ở dưới này nhá các bác nhá. Đấy, thân chính của nó đây. Đấy, cũng rất là nhiều mầm luôn. 800k cho giò VIP này. Và cái giò mã 2. Mã 2 cũng to. Mã 2 to này. Mã này thì em chia sẻ với giá là 700k nhá. Giò này to, cũng to. Phải có hai giò to để chia sẻ đến các bác. Bên dưới rất nhiều mầm luôn này. Đó. 700 cho mã 2 nhá. Đây. Tiếp. Có một chậu trầm tím rừng Điện Biên. Hôm nay có gì thì em sẽ lên đấy, nên để xả cho các bác nhá. Đấy, chậu trầm tím rừng Điện Biên này. Đấy, hoa của trầm tím rừng này các bác biết rồi đấy ạ. Hoa của nó cực kỳ thơm và như mấy năm về trước thì trầm giá rất là cao nhá. Đấy, bây giờ em bán cái giá để gọi là chia sẻ để giao lưu đến các bác. 350.000 cho chậu trầm tím rừng Điện Biên mã này, cái mã A10, chốt cho em là mã A10 nhá. Em có một cái con nhạn này, con nhạn đang đụng này. Con này thì nó hơi bị dám tín lá ở trên này các bác nhá. Đấy, con này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 200k cho con này, con hoàng nhạn đang có nụ nhá. Đấy, thân rất là đẹp này. 200k cho nhạn 200. Và con nhạn 4N này đang có nụ này. Đấy, đang có nụ cuối mùa này. Đấy, con này nhá. Con này em bán thanh lý cho các bác luôn với giá là 400k. 400k nhá cho con nhạn 4N 400. Đó. Tiếp theo thì em sẽ có mấy cái mã của hỏa hoàng cam. À đây có một cái một con nhạn 4N, cái cặp này đẹp lắm các bác ạ. Đây này. Lá siêu mít luôn, lá tròn. Lá mít lá tròn nhá. Đây. Lá gân nhân, lá gân sần. Cái cặp này bác nào sưu tầm thì em chỉ chia sẻ đến các bác là 1,1 triệu ạ. 1,1 triệu các bác nhá. Cặp này rất là đẹp. Già cây. Tiếp theo em có mấy cái mã của hỏa hoàng cam. Và hoàng cam này thì toàn bộ là hàng nguyên dày các bác ạ. Bông của nó rất là đẹp luôn nhá. Đó, hỏa hoàng cam này. Đó, bông rực rỡ luôn. Và cái dòng này thì nó siêng hoa lắm. Một năm em thấy nó nổi nhiều lần. Đây các bác nhìn những cái ngồng hoa cũ của nó đây này. Rực rỡ luôn nhá.
cái dề mã 1 này 220.000 cho dề mã 1 nhá. Dề mã 2. Đấy, dề mã 2 này, một cái khóm này. Đấy, 180.000 cho dề mã 2. Dề mã 3, một cái dề siêu nhiều cây luôn các bác. Ui, cái dề này quá nhiều cây luôn này. Dề mã 3 này là 230.000. Dề mã 4, mít xếp rụt. Mã này 200k, mít xếp rụt 200 nhá. Đấy, rồi là em lên nhạn 4N. Nhạn 4N đây. Em chia sẻ theo cặp nhá. Cái cặp mã 1 này này. Hàng lá mít xếp này, 600 cho cặp mã 1 này. Đấy, cặp mã 2 đây. Cặp mã 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 600. Và cặp mã 3 là hai cây này các bác nhé, hai cây này. Đấy, cũng 600k. Bắt đầu lấy cặp 4N nào thì có thể ủng hộ cho em. Đấy, hôm nay em có quế trắng tháng 8. Quế trắng tháng 8 này. Đây, hàng đang có nụ hết các bác nhé. Đấy, em chia sẻ cái quế trắng tháng 8 chậu này với giá là 650.000. Cho chậu quế trắng tháng 8 lá xếp này, 650. Bắt đầu lấy quế trắng thì có thể ủng hộ cho em. Tam bảo sắc hoa trắng. Cái chậu này thân rất là dài luôn, siêu dài luôn ạ. Đấy, chậu tam bảo sắc trắng này em chia sẻ với giá là 400k nhá. Chuẩn tam bảo sắc trắng tinh luôn, hàng bảo hành hoa, chọn đời cho các bác luôn. Hoa hoàng đỏ các bác ơi. Hoa hoàng đỏ này em chia sẻ với giá là 200k cho một dề. Xeo cái giá gọi là rẻ nhất quả đất này luôn các bác nhá. 200k cho một dề, siêu nhiều cây luôn. Mỗi một dề của nó rất là nhiều cây ạ. Đấy, 200k cho một dề thôi. Bắt đầu lấy mấy dề để ủng hộ cho em ạ. Em có nhạn Amba, hoa vàng nữ trắng. Cái chậu này thì em chia sẻ với giá là 550 nhá. Đấy, 550 chậu này. Vì chậu này có một con này. Đấy, một mẹ đẻ một con. Chậu đằng sau thì chưa có con, nhưng mà cây nó rất là dài luôn. 550 cho chậu vàng nhạn Amba, hoa vàng nữ trắng ạ. Korakoki. Korakoki thì hàng chuẩn giống như các bác nhá, hàng chuẩn giống xưa Koki. Bông rất là đậm và đẹp. 550 cho chậu Koki nhá. Bắt đầu lấy cái chậu Koki này thì có thể gọi điện qua cho em. Đấy, đuôi sóc, sóc rừng thuần này. Sóc rừng thuần chậu rất nhiều cây này, 220.000 cho chậu mã 1 này. Đấy, chậu mã 2 này cũng 220 này. Đấy, bắt đầu lấy sóc thì ủng hộ cho em ạ. Đấy, mặt trời đa châu hồng gấm. Đa châu hồng gấm này thì em chia sẻ với giá là 300k cho một chậu. Chậu 2 cây thì em chia sẻ với giá là 600 nhá. Bắt đầu lấy đa châu hồng gấm thì chốt cho em. Tiếp theo em có mấy cái mã của đuôi trồn. Đây, trồn tím các bác nhá. Trồn tím hàng thuần vườn. Bông của nó rất là đẹp. Đây, bông nở tại vườn em cho cả nhà ngắm này. Đây, bông tím mịn rất là đẹp nhá. Đó, trồn tím nhá. Em chia sẻ cái hàng này toàn bộ là hàng nuôi nâu rồi. Đấy, chậu trồn tím này có, chậu này là chậu mã 1 này. Chậu này có hẳn 3 cây luôn các bác nhá, 3 cây luôn này. Chậu này em chia sẻ với giá là 300k cho chậu mã 1 này. Ui, chậu này còn lên sọc này, lên sọc vàng này. Đấy, đẹp lắm các bác ạ. Đây này, 300k cho chậu mã 1 này. Chậu mã 2 này. Đấy, rất nhiều cây, nguyên một bụi. Đấy, 300k cho chậu mã 2. Chậu mã 3 em cũng chia sẻ với giá là 300. Đấy, đấy là trồn tím các bác nhá, trồn tím. Đây có một cái con mặt trời Bangkok đang có nụ to lắm, siêu to khổng lồ luôn đây con này này. Dài, cực kỳ dài luôn đây. Một mẹ siêu to và đẻ 3 con rồi. Đấy, hàng đang có nụ nhá. Cái dề này thì em chia sẻ với giá là 900. Nó hơi cao. Đây này, ta nhìn này. To trà bán ngã ngửa luôn, VIP luôn nhá, 900 cho cái dề này. Bao lấy dề này thì chốt ủng hộ cho em, gọi điện qua cho em nhá. Đấy, thì thời lượng video cuối đây là kết thúc nhá. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin chào và gặp lại các bác ở những phiên video tiếp theo.